chung mà. À, anh cho em biết phí số của điện thoại bao nhiêu? 106. Tôi được thông báo, được, cảm ơn anh. Tôi được thông báo tôi làm việc với lớp và trong vòng 3 buổi tối thứ năm, hôm nay, tối ngày mai, tối thứ sáu, à tối hôm nay là tối thứ ba, tối thứ tư và tối thứ năm. Và riêng tối thứ năm nghe đâu các bạn đi buổi chiều bảo là. À, thì những người sống sót sau đầu tiên đến tiết học để học nữa và nghe nói đâu học từ 6 giờ không lâu là ra như vậy đi nhé. Thì cái chương trình làm việc của tôi với các bạn gồm có hai nhóm. Cái nhóm thứ nhất là nhóm Kumarin và dược liệu có chứa Kumarin, và nhóm thứ hai là nhóm Tanen và dược liệu có chứa Tanen. Về vị trí thì hai cái chương này nhỏ thôi. Về vị trí thì hai chương này chiếm một vị trí chương tốn ở trên trong cái bài trong chương học về chương trình viên. Như vậy thì để theo dõi được cái phần này, các bạn lập cái cuốn bài giảng dược liệu tập 1 ra. Đó. Bài giảng dược liệu tập 1 là cái tài liệu chính thống mà chúng tôi sử dụng. Các bạn cũng lập bắt đầu từ trang 487, 43, 432. Đó. Bắt đầu từ cái trang 432. Tất nhiên trong cái phần đây là cái phần giáo trình đại học, do vậy thì chúng tôi chỉ lựa những cái thông tin căn bản trong đó và có thể mở rộng ra. Vì vậy thì các bạn cứ yên tâm, nếu mà chúng ta chỉ cần nắm vững được những cái thông tin ở trong cái cuốn bài giảng dược liệu tập 1 thì chúng ta lát chót là được 50% yêu cầu của cái bài thi. Đó, phần còn lại là phần chưa lớn. Chúng ta báo một thông tin mừng cho các bạn về cái chương trình học tập của cái khóa là anh. Cái khóa học trên các bạn 12 tháng. Đó. Thì cái khóa đó như vậy là kỳ thi vừa qua thì cái số đọc là 70%, hơn 70%. À quên, số rớt là trên 70%. Như vậy thì có đặt dò gì các bạn không? Thì có những sinh viên thì trao đổi với tôi thì bảo là thầy dặn gì với lớp của em không? Tôi dặn tóm tắt đó, hai chữ thôi, bảo trọng. Nói như bảo công một cái là bảo trọng. Còn về cái chương trình học này thì cách làm việc của tôi như sau. Thứ nhất thì tôi sẽ cung cấp handout để cho các bạn cô tô ra cái handout để soạn với cái trình là với cái một cái trình bao quát bình thường thôi, về thông tin của nó là trên bao quát thì rất ít chữ, nhưng nó là cái tóm tắt những thông tin mà các bạn có thể sử dụng để mà vừa sử dụng kèm cái cuốn bài giảng dược liệu. Chỉ cần cầm sấp handout này chúng ta ngồi đọc thì chúng ta có thể hình dung được cái bài dễ dàng. Trong cái bài handout này khoảng chừng đó 75% thông tin thì chúng tôi lấy ở trong cuốn bài giảng dược liệu tập 1, và 25% thông tin còn lại chúng tôi tìm ở đâu đó nhé, đâu đó ở trên mạng, có thể là trong phòng thí nghiệm hoặc là có những giáo trình chuyên môn cao hơn. Đó. Thì cái giáo trình đại học là một giáo trình mở, do vậy thì không có thể là chỉ nói rằng chúng ta chỉ học trong cuốn này, chỉ học trong cuốn kia. Nếu chỉ học thì nó kèm theo những câu phía sau là chỉ học cái này thôi thì cũng đạt mức trung bình. Đó, như vậy đó là thêm phần bài giảng của tôi chỉ đạt cái phong cách kiểu nói chuyện và nhiều hơn. Đó. Bởi vì không chỉ chán mặt vô giảng đường gặp một người ngồi ôm cái máy ở trên kia rồi đọc giống như là đọc cái quyết giám đốc đó. Do vậy thì tôi sẽ chuyển làm không trao đổi thông tin của bạn theo kiểu nói chuyện nhiều hơn. Còn về thầy cũng nên nói qua về bản thân với trong lớp để cho làm việc nó dễ. Ừ, tí cũng được một phút nha. Tôi là Kình, tên tôi trong các giáo trình thanh niên là 6 Kình. Tên tôi từ ngày tôi trưởng được nơi chưa thầy đụng hàng. Tính tình của tôi hiền hòa giống như cái tên của tôi vậy. Đó. Và tôi đặc biệt nguy hiểm khi gắt thi lý thuyết, và còn nguy hiểm hơn nữa khi
hướng dẫn thực tập, hướng dẫn kỹ thuật học kinh nghiệm. Do vậy, dặn câu thứ hai với các bạn sau khi test vô chúng ta thực tập đó là bảo trọng bài tập. Về làm việc thì trong trường hợp này tôi là Việt kiều duy nhất từ nước ngoài về trường này để làm việc, dù đó là Việt kiều Campuchia. Tôi là Việt kiều Campuchia này nhé, bởi nó lạnh quá không được mà về đây không. À, bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu làm việc với phần thứ nhất của tôi là phần Kumarin và Việt kiều thiếu Kumarin. Mục tiêu học tập của chúng ta là cực kỳ rõ ràng. Khi mà làm việc cái bài này xong thì chúng ta sẽ học được cái gì, sẽ trình bày được cái gì, cái mục tiêu tập là cái gì. Mục tiêu tập là cái mà chúng ta có thể nói với thằng bạn cúc cua của mình được. Mình có một thằng bạn hôm nay nó trốn học đó, gọi là mục tiêu tập mình là gì, mình giảm được cái bài này cho nó, ít nhất là cho nó đó. Chúng ta giảm được cái gì? Ít nhất định nghĩa về Kumarin, phân loại cấu trúc của các Kumarin chính đó. Thứ hai, các tính chất dính hóa sinh học của Kumarin. Thứ ba là những cái phương pháp chiết xuất phân lập và kiểm nghiệm Kumarin. Thứ tư là áp dụng công dụng các Kumarin cùng sử dụng các dược liệu. À, trong dược liệu này thì trong giáo trình, trong cái cuốn của chúng ta thì nó có nhiều dược liệu. Chúng ta cứ nhấn mạnh phải đọc hết, phải đọc hết nha. Riêng bốn dược liệu tiêu biểu, tiêu biểu có nghĩa là đưa ra làm cái demo, làm một cái và để minh họa vậy thôi, chứ không phải là chúng ta chỉ đi ở trong bốn dược liệu này đâu, cẩn thận nhé. Như vậy thì cái phần đạo của tôi sẽ có hai phần, phần một gọi là phần dạng cư để Kumarin, phần hai là các dược liệu chứa Kumarin. Thế thì đầu tiên hết chúng ta coi thế nào là Kumarin. Trong phần đại cư của Kumarin này thì như các bạn thấy trên bảng, chúng ta sẽ đi làm 8 phần. Đầu tiên hết là khái niệm chung, phân loại đặc điểm cấu trúc và những tính chất vật lý, những chất hóa học sinh học của chúng đó. Đầu tiên hết thì chúng ta có một cái khái niệm chung về Kumarin. Cái phần này không có trong cái nhóm bài giảng của tập 1 đâu. Tuy nhiên thì tôi cũng mở rộng cái phần này ra để cho chúng ta thấy một chút xíu về cái vị trí của cái hợp chất Kumarin ở trong nhóm hợp chất thì tự nhiên là như thế nào. Ngay từ khi còn nhỏ, ngay từ lúc còn học ở dưới phổ thông thì chúng ta cứ ngạc nhiên khi nói rằng ủa, tại sao người ta biết ở trong cây này có nhóm chất này hay nhóm chất kia, không lẽ người ta lôi cây ra người ta thử nhét vô từng chất. Và các bạn biết, cho tính đến cho đến tháng 12 năm 2014, tức là cách đây một tháng, thì cái số chất hợp chất tự nhiên ở trong tự nhiên chúng ta biết đến đã là khoảng độ 160.000 hợp chất và đã được xác định cấu trúc đó. Đã còn số mà chưa xác định cấu trúc thì còn có thể hơn. Thế thì không lẽ chúng ta thử 160.000 hợp chất? Không, phải không làm được vậy. Thì để làm được việc này, chúng ta làm thật hệ thống. Đã. Thứ nhất, ví dụ chúng ta coi nó có nhóm O-H-phenol hay không thì người ta sẽ có một số cái phản ứng người ta thử. Có nhóm O-H-phenol hay không rồi. Thứ hai, sau đó người ta thử là có cộng lactose hay không, người ta thử cái test thứ hai. Thứ ba là có đúng hợp hay không, người ta thử cái test thứ ba, vân vân. Như vậy thì trên thực tế người ta có cái hệ thống để người ta thử. Và cái hệ thống đó chúng ta sẽ được hoàn thiện vào năm cuối cùng. Đó. Năm cuối cùng là chúng ta sẽ học những cái phương pháp để mà từ nay chúng ta cầm bất cứ một mẫu dược liệu nào, lá, thân, rễ, hoa, quả, hạt, củ, cái gì đó của một bất kỳ một cây nào ở bất kỳ nước nào, chúng ta chỉ cần lưu nó kinh nghiệm thôi, sau một vài tiếng đồng hồ cũng có thể trả lời được nó có nhóm chất gì. Đó. Nhóm chất thôi chứ chưa phải là chất. Thế thì cái nhóm chất, ví dụ hôm nay cái nhóm Kumarin của chúng ta nó nằm ở vị trí như thế nào. Trước hết cũng cần phải nói rằng Kumarin là nó thuộc cái lớp phenylpropanoic đa bọc. Đó. Phenyl các bạn biết rồi, gồm có 6 carbon. Propan nó gồm có 3 carbon. Đó. Do vậy thì hợp chất này nó có cái khung chính, khung cơ bản của nó gồm có 9 carbon. Đó như vậy thôi. Như vậy, giả sử chúng ta có một biện pháp nào đó, ta coi cấu trúc này này có bao nhiêu carbon, chúng ta thấy nó có 5, 6, 7, 8 thì thôi, thì chúng ta có thể khẳng định được rằng nó không phải Kumarin. Được chưa? Muốn là Kumarin thì giá chất là có 9 cái. Đó. Nếu nó gắn thêm cái cây tin, hai cái cây tin nó có thể là 10 hoặc là 11 carbon. Nhưng nếu không, không có cái khung đủ lối của nó thì nó chỉ có thể có 9 carbon thôi. Thế thì gọi là phenylpropanoic đa vòng là
nó có thể là hơn một vòng. Đó. Còn nói về phân biệt với các phenyl propan đơn giản n bằng một vòng, ví dụ như axit cinnamic và các dẫn chất hydroxy của nó, hoặc O beta para thì đó, hoặc là axit cuolic, hoặc O beta para, hoặc là axit cà phê fenolic và các dẫn chất thứ cả. Như vậy thì chúng ta hãy nghĩ cách đơn giản, chúng ta phải cách cái vòng ben đen như thế này, được chưa? Sau đó có một nhánh một carbon, hai carbon, ba carbon. Đó, như vậy không cơ bản như vậy được gọi là phenyl propan motif đơn giản một vòng, được chưa? Bây giờ thay vì một hai ba nó chạy vòng vòng như vậy thì nó lại cút quay trở lại nó nối lại cái vòng cũ, như vậy thì nó trở lại hai vòng, đúng không? Sau đó rồi có cái vòng nào tích hợp ở bên trái, ở bên dưới, ở bên trên, heno hoặc ở bên phải nữa đó, thì chúng ta sẽ có hợp chất ba vòng, bốn vòng, năm vòng, tùy thì những hợp chất đa vòng đó. Phenyl propan motif đa vòng đó nó có rất nhiều, thế nhưng chúng ta chú ý đến cái hợp chất hai vòng ở trước. Cái hợp chất hai vòng chúng ta có những hợp chất benzo, alpha pyrrole, benzo beta pyrrole và benzo gamma pyrrole. Thế thì khi học cái phần flavonoid thì trước tuần trước ngày hôm qua không thì thầy Trần Hùng đã nói rất kỹ về cái flavonoid, đúng không? Cái flavonoid đó là chúng là các benzo gamma pyrrole, còn hôm nay chúng ta học benzo alpha pyrrole. Như vậy chúng ta có thể sơ đồ hóa của nó rất là vắn tắt như sau: một hợp chất nào đó nó sẽ có là không polyphenol và polyphenol. Hợp chất trong tự nhiên nó gồm như vậy thôi, đúng không? Trong hợp chất polyphenol này nó có nhóm phenyl propanoic là khung là 9 cộng carbon. Cái này nó chia sẽ làm đơn vòng và đa vòng. Đa vòng này nó có thể là hai vòng thôi, thì đó là benzo alpha, beta và gamma pyrrole. Riêng cái benzo gamma pyrrole đây sẽ tạo nên cái isoflavonoid hoặc là cái eflavonoid mà chúng ta đã tham khảo ngày hôm qua. Còn cái alpha pyrrole này nó sẽ là cumarin, toluene là isocumarin. Tương tự cái dưới flavonoid và isoflavonoid. Bây giờ chúng ta sẽ coi đó, từ nãy từ đó chúng ta vẽ cái khung một cái vòng phenyl như thế này, sau đó vẽ lên một carbon, hai carbon, ba carbon. Nếu ở đây chúng ta cùng nó là cái COH thì chúng ta sẽ có một cái axit hữu cơ đơn giản một vòng, đúng không? Axit này được gọi là axit phenyl propanoic đơn giản. Đó. Khi nó thay thế một chút cái này, một chút cái kia thì chúng ta sẽ có một nhiều cái công thức khác nhau. Đó. Ví dụ cà phê axit là thứ này, cinnamic axit là thứ kia, phenolic axit là thứ này. Như vậy các phenyl propanoic đơn giản này không thuộc chương khảo sát của chúng ta. Muốn khảo sát vào cái chương này thì cái mạch này nha, chúng ta quay quay nào nó đóng trở lại, quay nào nó đóng trở lại, thì như vậy chúng ta gọi là hai vòng. Đó. Thế thì đây chúng ta hãy coi các dẫn chất benzo pyrrole. Nhìn ở đây chúng ta thấy đây là hợp chất alpha, beta và gamma pyrrole. Gọi là alpha là vì gì? Hai cái này, thằng này chúng ta lấy oxy dị tố đó làm vị trí xuất phát. Vừa đi được qua được một cái nối thôi, nó có cái đường nối ceton ngay, đó chính là vị trí alpha. Nếu đi tới hai cái nối, nó có đường nối ceton, chúng ta gọi là vị trí beta. Còn đi ba cái nối, nó cũng có một vị trí ceton, chúng ta gọi đó là gamma. Hợp chất gamma pyrrole benzo này nó chính là đưa ra cái eflavonoid và isoflavonoid, đúng chưa? Cái hợp chất beta pyrrole này trên thực tế chúng ta là không học. Bởi vì trên thực tế thì nhóm hợp chất này nó quá ít ở trong tự nhiên, và dù đã được khảo sát thì một số chất hydrogeny chẳng hạn vân vân thì những hợp chất này cũng chưa đóng góp được nhiều ở trong ngành dược, do vậy chúng ta không được khảo sát nó, mà chúng ta khảo sát là cái đám alpha pyrrole ở đây. Chúng ta nhìn kỹ ở đây là vòng alpha pyrrole. Bây giờ gắn thêm một vòng vào đây, chúng ta có là benzo alpha pyrrole. Cái benzo alpha pyrrole này thì các bạn phải nhìn thấy nếu nó gắn vào bên cạnh sát một cái oxy dị tố này, đó thì chúng ta có cumarin. Nếu nó gắn xa hơn, chúng ta sẽ có cái iso cumarin. Cũng trên thực tế luôn, cái iso cumarin này là tình cờ lại có lại rất ít, và vậy chúng ta không khảo sát luôn. Đó là trong chương này chúng ta sẽ quan sát đến vòng alpha pyrrole, nó có thể gắn thêm một vòng là vòng là ở A, ở B, ở C, nhưng trong trường hợp này của chúng ta sẽ gắn vào vị trí A, được chưa? Chúng ta chỉ có một vị trí để gắn thôi, đó là benzo alpha pyrrole gắn vào vị trí A, tức là sát với oxy tố nhất.
để cho thấy được tình hình hơn thì chúng ta có thể nhìn một lần nữa, nhắc lại về cái khung PIRA ban đầu như sau. Ban đầu cái khung PIRA khi học bảo hiểm hóa cơ thì vào những cái năm trước chúng ta biết khung PIRA như này thôi. Nếu nó tích hợp thêm cái vòng benzene ở bên cạnh nữa thì người ta gọi là benzo PIRA, và tên riêng nó là Croman. Cái Croman này nó chứng tỏ nơi đây là một nối đôi, à nối đơn. Các bạn gạch dưới chứ an này thì bạn sẽ thấy được cái bên này là nối đơn đó. Bây giờ nơi đây nó trở thành nối đôi thì nó sẽ thành là cầu men đó. Và như vậy thì cái vòng cầu men này có thể là cầu men bốn ô, 1, 2, 3, 4, thì lúc đó sẽ trở thành đi con đường của cái clavoid, đúng không? Đó. Nhưng bây giờ cái cầu men nó lại là 1, 2, nó gắn vào vị trí này thôi, thì đây là vị trí của cumarin. Như vậy thì chúng ta sẽ tiếp cận cái vị trí của nó, cái vị trí của nó ở trong cái hệ thống phân loại về polyphenol nó là như vậy. Đó. Còn trường hợp ngược lại, cái trường hợp là nguyên cái trường hợp ở bên này thì chúng ta lại không có khảo sát. Chúng ta hãy chú ý. Bây giờ chúng ta thay vì gắn vào vị trí sát ở đây, sát vào chỗ này, bây giờ chúng ta gắn vào vị trí dưới này, lên phía dưới này xong chúng ta lật ngược cho thăng bằng trở lại thì nó chính là cái iso của mình. Thấy chưa? Iso của mình. Sau đó thì nó có nối đôi vô thành iso của men, và trong trường hợp này nó có một cái benzo alpha pyrrole của chỗ này thì nó gọi là hỏng là iso cumarin. Thì nhóm iso cumarin này trên thực tế chúng ta cũng biết thảo sát đó. Nói tóm lại, cumarin là gì? Cumarin là các dẫn chất của benzo alpha pyrrole. Cumarin là dẫn chất của benzo alpha pyrrole đó. Nguồn gốc của cumarin thì đầu tiên hết phải nói rằng con người ta đi tìm những cây gì đó thì thông thường nó xuất phát từ kinh nghiệm thực tế nhiều hơn nhá. Đó, tôi lấy ví dụ như một Pierre là một nhà học nổi tiếng người Pháp và đã có lần mà đi qua Việt Nam để làm việc. Đó, Pierre đã từng ngồi làm việc ở trường này, đã từng làm giám đốc thảo cầm viên của những thế kỷ 19. Đó, và hiện nay các bạn đi vô thảo cầm viên, các bạn đi lùng vô trong góc ngày xưa nha, thì bây giờ các bạn cần phải thấy cái từ Pierre nằm trong đó. Pierre nhận được bạn rất giỏi. Khi mà Pierre đi xuống Long An, Tân An ở Long An đó, đó, đi xuống thì gặp người ta quấn thịt bò với cái lá xanh xanh bóng bóng, người ta quấn thịt bò và nướng ra. Đó, Pierre ngạc nhiên hỏi cái gì đó, dân nói lá lốt. Đó, Pierre móc sỏi để ghi lá lốt. Đó, sau đó Pierre về đặt tên cho cái cây này là Pierre lá lốt. Nhưng mà khổ cái Pierre viết chữ và về nhà đọc ra luôn nên viết lộn, thay vì viết lá lốt thì như là lô lốt. Và chính vì vậy tên khoa học của cây lá lốt hiện nay là Pierre lô lốt. Lý do là viết xấu quá mà học không được. Đó là sao? Cái này cũng vậy, từ cái hạt của Monongalota. Cái hạt của Monongalota là cái hạt mà nổi tiếng ở cái vùng Nam Mỹ nhé. Cái hạt này nó gọi là tonka là cái tên địa phương nó, cần đi là hạt đậu không, thì cái dân địa phương hay dùng hạt đậu này như chúng ta dùng hạt đậu phộng hay hạt cây cây đấy nhá. Cái hạt cây để mà đặt ra xuống nước ăn được không, thì nó có mùi thơm thơm. Chính vì vậy người ta gọi là odorata. Odorata là có mùi thơm. Odoratum đó, tên là tên của nó là có mùi thơm đó. Thì đầu tiên hết ta phân lập từ cái hạt này, đó là Vogel 1820, nghĩa là cách đây bao nhiêu năm, 200 năm. Thời gian người ta đã nghiên cứu về hệ của cumarin, bắt đầu có phân lập được hợp chất tự nhiên đó là cumarin. Thì mãi cho đến khoảng độ 6 năm sau người ta mới xác định xong những cấu trúc của cumarin, lúc đó các bạn và cấu trúc có đơn giản vô cùng. Tuy nhiên ngày đó nó mất phải nhiều năm lắm người ta mới xác định cấu trúc được đó. Và tất nhiên bây giờ thì bằng cấu trúc này thay vì phải mất 6 năm để làm như vậy, người ta hiện nay với trình độ của sinh viên ở Sài Gòn này người ta mất khoảng độ 6 phút hoặc là 60 phút là cả để ta xác định xong cấu trúc của thực chất này. Nhờ những cái phương tiện máy móc được không? Thế thì từ những cái hạt thơm thơm mà dân phổ dân ta hay ăn như vậy thì người ta hỏi cái gì nó tạo nên mùi thơm ở trong cây này đó.
sau khi cất lôi cuốn giống như là tinh dầu quả hà, người ta không thấy bắt lên. Cái mùi thơm đó không phải là tinh dầu, thế thì nó là cái gì? Sau đó người ta liền nhỏ cái hạt ra, người ta cho vào cồn để chiết ra vân vân vân, và sau đó người ta tiếp tục làm được những cái bột tinh thể trắng như bột ngọt vậy đó. À, nó không màu như bột ngọt vậy, và khi người cho nên nó thơm hơn, thơm hơn thì người ta đặt tên đó là cumarin. Sở dĩ nó có tên là cumarin bởi vì cái tên cây này là cumaruna. Đó, giống như trong cây mạ tiền, các bạn thấy là trong cái vườn này có cây mạ tiền gọi là cây xích nốt. Đó, xích nốt thì cái chất lấy được đó là xích ni. Chúng ta có cây coca thì thiết là cái chất gọi là cocaine, vân vân vân. Đó, đó là trong tự nhiên. Còn về phân, còn về những hoạt động tổng hợp thì khoảng độ nửa thế kỷ sau, một nhà hóa học người Đức Bạch Kim, đó, đây là một nhà hóa học tổng hợp nổi tiếng người Đức sống vào khoảng nửa thế kỷ 19, thì ông đã tìm ra được những phản ứng tổng hợp. Ví dụ từ salicylic này cho chúng ta phản ứng với acetat natri trong một môi trường than nước, để cho than nước hơn chúng ta cho acetic vào, ví dụ là C2O đó. Như vậy thì trong môi trường hơi kiềm như thế này chúng ta sẽ tạo được một sản phẩm là cumarinat như thế này. Bây giờ trong môi trường axit thì chúng ta sẽ đóng vòng trở lại và chúng ta thu được cái muối. Ví dụ chúng ta sẽ axit sulfuric chẳng hạn, thì ở bên ngoài chúng ta sẽ thu được muối natri sulfuric, natri chloride, và kết quả chúng ta có được cumarin. Cái phản ứng tổng hợp đơn giản cực kỳ đó, đó là vào khoảng 1868, khoảng chừng 50 năm sau khi chúng ta phân lập được từ tự nhiên. Đó, cũng cần phải nói thêm một chỗ này là cumarin này ấy, người ta phân lập ra được đó vì nó hơn đó, người ta chỉ trả lời được câu hỏi đó, trong cái dữ liệu này cái gì mà đáng mừng hơn và người ta làm thôi, hoàn toàn không ý kiến kinh tế gì ở đây cả. Đó, bởi vì bản thân cumarin đó nó kém bền lắm, đó chúng ta không thể sử dụng vào nước hoa dầu thơm được, bởi vì cái bôi lên cơ thể mình cái là cái mồ hôi nó ra trộn với cumarin thì đã có cái mùi trời ngậm thì ăn được cái được, đúng không? Giống như chúng ta trong vườn này có cái cây gọi là cây gừng quế thơm cực kỳ. Đó, tôi mới xuống đạt với cô sinh viên ở đây, các bạn thấy mùi thơm độc đáo không? Ngày sức được tóc không khỏi chê. Đó, nói vậy thôi, phụ nữ được chúa lò mò. Nghe nói vậy thì bắt đầu tôi quay chỗ khác, cô cũng quay chỗ khác và nó làm gì cũng nhỏ lên. Đó, bắt đầu đập ra nó trà lên tóc, sau đó nó tổng kết lại tôi mới nói hợp chất thơm ở trong cây rừng quế này nó có mùi quế độc đáo lắm, bởi vì nó có chất acetic và acetic này nổi tiếng là chất kém bền, trong điều kiện có oxy không khí nó sẽ biến thành cái COH và nó có một mùi đặc trưng là mùi bò xít, và cái mùi bò xít này nó bền nó vô trường kềm nữa, khi mà tắm gặp xà bông vô nó cũng thành mùi bò xít đấy, và cái mùi nó kéo dài vài ngày đó, rồi bảo với ác đó là tại vì cái việc không chỉ đọc cái đó ra, cái cô này thì ta hy vọng rằng với cái khung chuẩn lúa như này ta sẽ thấy nó có 6 vị trí, các bạn coi kỹ nha, cái vòng bên này có 2 vị trí, 1, 2, đúng chưa? Nó lại có đôi luôn, có nghĩa là gì? Nó có đôi luôn, nghĩa là cái khả năng phản ứng của nó rất nhiều, đúng không? Có thể tạo được nhiều chất, là bên vòng bên tay trái nó có 1 vị trí, 2 vị trí, 3 vị trí, 4 vị trí. Bộ vị trí này đều có dính dáng đến đối đôi của vòng thân. Do vậy thì trong cấu trúc này có 6 cái H, 6 cái proton. Và 6 cái proton này đều là thơm cả, đúng không? Hoặc là olefin cả. Do vậy khả năng phản ứng của nó rất cao. Chính vì vậy nó hứa hẹn là từ đây có thể có nhiều độc chất. Và ta hy vọng biết đâu nó sẽ tìm chất gì phục vụ tốt cái lợi ích của con người. Đó là đang nghiên cứu nha. Thế thì để đưa ra một cái phản ứng chuẩn lỗi như của Bạch Kim thì ra cái khung này hơn. Như vậy thì Freshman cũng là một nhà hóa học người Đức bảo là thôi giờ tôi tổng hợp luôn, tôi tìm một cái hạt nào đó tôi tổng hợp, cái phản ứng nào đó tôi tổng hợp để mà trên khung này có gắn những cái gì vô luôn lập tức. Ví dụ tôi dùng nguyên liệu ban đầu của nó, ban đầu nó là cái sọc xi nhôn, tức là nhóm 2OH đây chẳng hạn. Đó, thì như vậy kết quả chúng ta sẽ ra cumarin, và sau đó phản ứng với cái hợp chất có sẵn một cái nhóm chất E ở đây chẳng hạn, thì cái E này sẽ được đưa vào vòng B, vào vòng pyrrole luôn. Như vậy thì bằng cách như vậy thì Freshman
thu ngắn cái thời gian nghiên cứu những dẫn chất của cumarin và như vậy bắt đầu chúng ta có như gì? Đây là phản ứng tổng hợp dẫn chất của cumarin. Đó, đó là hai phản ứng đầu tiên. Tất nhiên nó sẽ còn nhiều phản ứng đầu tiên khác nữa, ví dụ phản ứng của rifamycin, của covalazen, rồi có phản ứng covalazen và nổi tiếng là phản ứng tổng hợp huyết tích vào khoảng 1954 cách đây khoảng 60 năm. Đó, thì các bạn thấy rất nhiều phản ứng được xảy ra. Gần đây một số nhà khoa học trẻ của Séc và Slovakia đã là như vậy thì chắc các bạn đã chắc đấy. Thì có một nhóm nhà khoa học trẻ khoảng chừng độ 20 tuổi thôi, đó là sinh viên mới tốt nghiệp ở những khoa hóa của đại học học. Thế thì cái đám sinh viên đó nhìn lại những phản ứng, nhìn lại những phản ứng của các bậc tiền bối đã làm thì nhận thấy rằng ô, hóa ra người ta cũng hay ghê, người ta tự tổng hợp được những này, được những cái cumarin này, cumarin kia. Thế nhưng họ không hài lòng, họ bảo phản ứng thì chậm rồi như vậy, phản ứng mà hiệu suất thấp quá như vậy. Và cái đám khoa học gia trẻ tuổi này họ tìm ra những phản ứng mới với những tác nhân phản ứng mới và xúc tác mới trong những điều kiện mới, và kết quả là hiện nay là chắc như vậy có sở hữu được những cái patent sáng chế về cumarin với phản ứng là cực kỳ nhanh, thay vì làm 24 tiếng hiện nay họ làm trong 2 phút. Đó. Như vậy các bạn có thể gõ cái chữ tổng hợp cumarin lên trên Google, các bạn có thấy nhiều cumarin phải nói nha. Như vậy thì chúng ta đại khái là tới năm 1820 từ cái hạt động tonka như vậy và cây cumarina colorata như vậy đã phân lập và tổng hợp được cumarin, và sau đó xác định cấu trúc. Đó. Ban đầu đang xác định cấu trúc và phản ứng bình thường thôi, nhé, phản ứng tổng hợp, phản ứng hóa giáp, phản ứng cắt, rồi phản ứng xác định đối đôi, vân vân, ta tìm ra được cấu trúc. Đó. Sau đó từ salicylic và những hợp chất này pectin đã tổng hợp ra cumarin trôn dị lỗi, tôi nhấn mạnh cumarin trôn dị lỗi, tức là không nhóm thế thì hết. Nhưng cái đó không phải là mục tiêu của con người, mục tiêu của người là cumarin có nhóm thế, và chính như vậy nhiều phương pháp khác, ví dụ phương pháp gọi là phòng masking, huyết tích vân vân vân, người ta được cumarin thế. Đó. Cũng trong lịch sử nghiên cứu cumarin này, chúng ta sẽ thấy rằng cách đây 200 năm, cách đây 100 năm chứ, người ta đã nghiên cứu được cumarin, được phân lập được cumarin cách đây gần 200 năm rồi. Thế nhưng cách đây khoảng 100 năm, vào năm 1916, thì người ta có cái cuốn gọi là cuốn khóa học cumarin. Cuốn đó là cuốn nghiên cứu đầu tiên, một cái review, một cái bài giáo khoa đầu tiên tổng hợp tất cả những kiến thức về cumarin ta làm một cuốn. Và đó là cuốn khởi đầu của cumarin cung cấp cho sinh viên và những người nghiên cứu đại học. Đó. Vào khoảng năm 1933 trở đi thì Linh đã nghiên cứu về cái tính gây xuất huyết của cumarin. Cái của đi cumarin thì các bạn biết cái này ở bên Mỹ và vùng Bắc Mỹ giáp với Canada thì khí hậu của nó lạnh lắm. Đó. Thế thì để lại như vậy thì người ta một năm như vậy người ta chỉ có trình độ khoảng độ 3 tháng, cao lắm là 4 tháng. Lịch sử còn chỉ được 4 tháng rưỡi để cho cây cỏ nó mọc lên thôi. Đó, tôi đang nhấn mạnh cái cỏ. Thế nhưng khu vực này là một khu vực chăn thả và chăn nuôi gia súc nổi tiếng của Hoa Kỳ. Đó. Thế thì nơi đây người ta cũng chăn thả gia súc. Thế nhưng khi chăn thả gia súc này thì đôi khi người ta phải làm một số việc, ví dụ cưa sừng. Đó nhé, cưa sừng cừu, bò, chẳng hạn, để rất khỏi khúc nhau, vân vân, hoặc là thiết. Đó. Khác với xã hội loài người, xã hội loài gia súc đôi khi người ta phải thiết đi để người ta giảm thiểu cái số gia súc thực ở trong đàn, và đồng thời người ta lấy cái gia súc thực thiết đó được thành trở thành một món thực phẩm ngon hơn, chẳng hạn ví dụ gà nướng ngon hơn gà non tại cảnh. Đó. Thế thì do phải cần cái cỏ như vậy, phải cần cái cỏ để nuôi súc vật, mà cái tháng lạnh nó nhiều quá đi, nó trên 6 tháng, có những cái vùng trên 9 tháng nó không có cỏ mọc, người ta phải nhập cỏ khô ở đây. Đó. Khi nhập cỏ khô nó có cái cỏ người ta gọi là cỏ nhãn hương và thơm thơm, và nó tình cờ nó giống như mùi của cái nhãn của mình. Đó. Thì người Việt Nam đặt tên là cỏ nhãn hương, thì trong cỏ nhãn hương này người ta sẽ đóng bánh
sợ, người ta đóng thành bánh, mình đánh, người ta đưa cô lên, người ta trở về, người ta chất trong nhà kho, không ra. Tới cái mùa lạnh thì ra xuất khỏi ra đồng, thì cô bà ăn ngồi, người ta đun cỏ ra rồi ăn rồi thôi. Tuy nhiên, khi bảo quản lá cỏ khô trong kho vậy, thì các bạn biết rồi, nấm mốc nó có cơ hội phát triển. Và khi nấm mốc có cơ hội phát triển như vậy, thì nó sẽ sản sinh ra một chất đặc biệt. Cái chất đặc biệt này phối hợp với một chất có sẵn trong cây, nó biến chất có sẵn trong cây thành một chất khác có tác dụng bất ngờ. Và kết quả là trong cái cỏ đó có cumarin. Sau đó cái vi khuẩn của cái nhóm Aspergillus hoặc là Penicillium nó sẽ tiết những cái chất, nó phản ứng với cái cumarin này, nó tạo thành một chất cumarin phẩy. Đó. Sau đó cumarin phải này gặp cái môi trường điều kiện thế nào đó biến thành hợp chất đi cumarin. Và nghiên cứu 6 năm trời, các nhà khoa học của Hoa Kỳ lúc đó mới phân lập lập được 6 mg cái chất mà gây chết con gia súc. Con gia súc có bị cái gì? Khi cơ sở nó chảy máu tí không? Bắt đầu chảy qua đây, chảy qua ngày sau, qua đêm sau, và kết quả là con trâu con bò đã chết vì mất máu. Nhổ răng cho con trâu cũng vậy, nhổ răng chảy đi máu chết luôn. Thiếm con bò, thiếm cái vết đó, qua đây cũng không cầm máu được, chết luôn. Đó. Và đôi khi gây sảy thai là từ đó, à bò đó. Khi mà bị bỏ lọc thì cái chất trong cỏ này thì cái con thú đó không cầm máu được, đẻ cái con ra. Như vậy thì tình trạng băng huyết cứng bức, chết nhiệt thì chảy hết máu, chảy cho đến hết máu được không? Đó chính vì vậy. Chuyện ngạc nhiên đó, đó. Thì người ta mới đưa cái con gia súc chết đó, người ta phát 200 lần. Đó, đi tới phòng công nghiệp của Linh. Linh này, thì Linh này là, như vậy là ban quyết công xin. Thì vô trong đó người ta nghiên cứu, thì cái hóa học lúc đó vào khoảng độ 1933. Như vậy thì cho đến cuối năm 33 và đầu năm 34, người ta bắt đầu nghiên cứu từ trong cái cỏ đó có cái gì mà ghê gớm như vậy. Thì người ta mới tìm ra một chất. Sau 6 năm làm một loạt nhà hoặc là họ tìm ra được 6 mg chất độc. Và đó là lần đầu tiên mà người ta kết tinh được hợp chất là chất, một chất phát sinh từ cumarin tự nhiên. Và người ta xác định cấu trúc của hai cumarin nối lại với nhau và người ta gọi đó là dicumarol. Và các bạn chú ý dicumarol thì cái chất này đó, và người ta xác định đây chính là thủ phạm gây ra sốt, gây ra bệnh sốt huyết ở các đàn gia súc. Và nó ăn cái gì đó chẳng hạn, nó bị xuất huyết ngay ở trong lồng hệ thống đầu tiêu hóa nữa, nó cứ đi cầu là máu, cầu là máu rồi chết, đi cầu là máu rồi chết. Đó. Thì cái tình hình nghiên cứu về cái cumarin này nó cũng đang nán cái tình trạng nghiên cứu isoflavonoid mà thầy Hùng có nói với các bạn. Đó. Cái tình hình nghiên cứu về isoflavonoid ở bên nước Úc, cái bà Queensland đại khái như thế này, có cái vùng người ta chăn nuôi cừu, thì các bạn biết rồi, người ta chăn nuôi cừu, ta mơ cái chuyện gì, nó cừu đẻ nhiều, đúng không? Xong tự dưng vào cái mùa hôm đó, thì người ta thấy cừu nó chăn lên cái điều ngữ là mỗi gia đình chỉ có hai con để nuôi dạy cho tốt, vậy là coi như xong phim như đang trải đó rồi, đúng không? Đó. Không như vậy, nó đẻ cái chết, và xảy thai liên tục, người ta không tìm được nguyên nhân, đó. Thế thì người ta bằng cái biện pháp dịch tễ học so sánh, người ta so sánh cái lô cừu này bình thường, lô cừu này bị xảy thai, bị tăng huyết, bị chết liên tục như vậy, thế là chuyện gì xảy ra? Người ta nghiên cứu đầy đủ chất nước để uống chung dòng sông, thực phẩm lấy chung một cái lò, thực phẩm tổng hợp, như vậy khác nhau cái gì? Khác nhau là cánh đồng, đó. Sau nghiên cứu cánh đồng bên A, cánh đồng bên B, người ta thấy là bên A nó không có một loại cỏ đặc biệt, còn bên B có loại cỏ đặc biệt đó, thì từ loại cỏ đặc biệt này nó mới phân lập ra, nó tìm ra được cái isoflavonoid có đặc tính estrogen. Và các bạn biết rồi, estrogen luôn luôn cần cho sinh vật động vật nói chung. Tuy nhiên khi mà lọc nó rồi, bắt đầu có tác dụng feedback, tác dụng lượng ở đặc, đúng không? Kết quả là con cừu đó sẽ gây sảy thai, mới có gia đình có hai con để nuôi dạy nó tốt, đúng không? Là không đậu thai được, vân 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 vân. Người ta nghiên cứu isoflavonoid là như vậy, đó là vào khoảng năm 1950.
1954-1965. Thế cái chuyện này cũng đang nói chuyện đó, mặc dù nó xảy ra xưa cũ hơn đó. Sau đó thì ông Linh này chúng ta nghiên cứu rất giỏi, thì cái lấy cái chuyện của nó không biết làm cái gì, không biết làm cái gì với chất chất đó. Không lẽ lâu lâu uống cho mình chảy máu chết chơi không? Thì mới tình cờ để vậy thì chuột nó ăn, chuột nó ăn xong là chuột nó chết. Đó, tôi bảo à hay như vậy, giáo sư Linh đứng ra quảng cáo thuốc diệt chuột đi cung rô, thuốc diệt chuột đi cung rô. Nhưng khổ này đi cung rô cái liều độc nó lại lớn, có chuột ăn phải ăn nhiều, chọn cái người bắp thì đó đậu gạo lúa rồi lúa mì đó có chuột ăn, ăn xong mà không phải chết liền nữa, một thời gian nó mới chết. Và các bạn biết rồi, sợ nhất chuột là gì? Một thời gian nó chết. Tôi đi đâu chui vô tới đâu nó chết, nó vùng tìm nó không được vùng đi mà sợ, đúng không? Như vậy thì sau đó thì tổng hợp, sau đó thì người ta không có dùng cái đó để diệt chuột nữa, mà người ta tổng hợp một chất khác, chất warfarin. Chất warfarin này được tổng hợp dựa trên những chất căn bản na ná như diclofenac. Thì cái warfarin này ban đầu mục đích cũng tìm ra những chất để diệt chuột chứ không phải để dùng hoàn quốc. À, vào khoảng năm 1945 thì người ta tổng hợp được warfarin. Cái warfarin là tình cờ nó có cái tiếp cận với cái hoa giống như chiến tranh đó, nhưng mà thật sự không phải hoa ha, nó là cái chữ V đôi đầu tiên là quỹ công si đó, đó cái hiệp họ quỹ tài trợ nghiên cứu của quỹ công si viết là V đôi A E và F đó. Đó, còn cái arin ở bên trên là thêm vô để chứng tỏ là cumarin, nó vậy thôi. Cumarin của cái trường đại học quỹ công si được đặt tên là warfarin. Thế thì cái warfarin này ra đời như vậy thì cái liều sử dụng nó nhỏ đi rất nhiều. Đó, chuột ăn lơ mơ nó chết, chuột chết nhanh hơn, thấy được sao nó khỏi chui vô thủng luôn đấy. Và người ta bắt đầu ra linh như vậy, các ông linh vậy, từ nay chúng ta có thuốc diệt chuột ngon lành, chuột và sóc đó, những loại cảm nhận. Thế thì cho đến năm 1952, đến năm 1952 thì có một cái lính của Hoa Kỳ vì lý do buồn chán sao dùng cái phát đi dùng tự tử. Đó. Khi mà tự tử như vậy á thì người ta cứu được ông đó và cứu được vitamin K, cứu ông đó được bằng thuốc. Ông bị sốt huyết thì phải tích vitamin K không để nó cầm sốt huyết. Như vậy thì người ta mới thấy là warfarin nó có tính gây chảy máu, vitamin K nó có tính cầm máu. Như vậy hai thằng này vừa với nhau thì người ta ngồi đấy như vậy thì warfarin có thể làm thuốc giải độc cho thằng vitamin K nếu khó hiểu, ok nha. Rồi thế thì lúc đó cái việc sử dụng làm thuốc, cumarin làm thuốc vẫn chưa được phát triển đó. Các bạn có coi cái phim Holloway không? Kẻ tàng hình. Cái kẻ tàng hình này lúc cái cô kia nó bơm thuốc cho anh tàng tàng hình phải không? Vô trong tĩnh mạch của cái anh chàng này bảo thuốc gì đây? Đó. Thuốc diệt chuột. Warfarin mục đích là cái máu của người này nó không đông, và kết quả anh chàng tàng hình kia nó không tàng hình được hoàn toàn, và người ta nhìn thấy đó warfarin được sử dụng trong phim nó luôn á nha. Tức là phải có kiến thức về khoa học đó mới có những cái tình tiết ở trong phim. Nhưng cũng cách đây 60 năm, năm 1955 thì tổng thống Eisenhower lúc đó thì bị chứng nhồi máu cơ tim. Các bạn biết rồi, chứng nhồi máu cơ tim khi nào các bạn biết thì các bạn sẽ thấy đau thắt lưng luôn. Và khi bị đau thắt lưng, chúng ta tưởng tượng đó là cái dây dù hay là khăn voan mà bị xoắn lại như thế này, đau vô cùng. Và lúc đó bệnh nhân cũng được há mồm ra để tác không khí mà thở thôi, mà thở không được, đau lắm nha. Tôi mô tả bởi vì tôi đã bị đó. Chứng nhồi máu cơ tim này, người bị đó là tổng thống Eisenhower đó. Lúc đó là không có thuốc nào mà người ta phá cục máu cơ tim cả. Thế thì đã chơi không? Chơi luôn ra thử đó, tổng thống Eisenhower này chúng ta làm. Vì chính vì đó mà cái trường Đức Phúc Sinh này được nổi tiếng luôn, nổi tiếng là vì sau khi điều trị của bác viên Eisenhower không chết. Đó. Tôi chỉ đọc thế là không chết, không biết có tai biến gì không,
mình biết là sức ác là không chết. Thế thì lúc đó Pháp Thiên mới được những điều đó. Và lúc đó từ năm 1955 trở đi, nó thay thế hoàn toàn cái Pikumano và không còn được chủ yếu trên chuột nữa, và nó bắt đầu được sử dụng để trị trứng nhồi máu cơ tim. Đó chính là đường hóa thực vật, là những đường đi kiếm dữ liệu chúng ta mong muốn. Đó. Chúng ta có thể nắm tắt như thế này. Đó. Từ cái loại virus này, cái cỏ khô này bị nhiễm nấm áp cạch virus v.v. và cỏ cạch virus 30 thì ra súc chết một lần trong miệng. Thấy nha, các bạn nhìn cái tên cây, các bạn thấy nó có cái điều chi tiết rất hay. Melilotus. Meli là gì? Me là gì? Là mật ong. Nó ngọt như mật vậy đó. Lotus là gì? Nó sen. Thấy chưa? À, cái cây này hoa nó đẹp lắm và nó có mùi mật. Đó, ong nó bù lại rất nhiều. Đó, người ta nơi nào có Melilotus thì ta cần phải là cũng nuôi ong luôn. Đó. Thì từ cái cây này bị nhiễm nấm xong ra chốt được số thiết thì linh này này mình nghiên cứu trong vòng 6 năm trời từ năm 1939 mới tìm ra được biscuberin. Đó, biscuberin này và tới năm 1945 thì được sử dụng để diệt chuột cùng với warfarin, và sau đó tới năm 1955 thì người ta sử dụng warfarin thay cho biscuberin để đốt. Đó, lưu ý là tôi đi ngược và dòng thời gian đi tìm thì tôi phát hiện ra vào năm 1909 trong cái luận án tiến sĩ Hồ bấy giờ đó, thì một nhà nghiên cứu về Đức Anschutz thì cũng đã tìm ra được biscuberin, đứng tên là biscuberin rồi. Đó, như vậy thì Linh không phải người được tìm đầu tiên, người khơi lại nghiên cứu đó đi theo con đường về tác dụng sinh học. Đó. Bây giờ chúng ta từ từ đi vào cái phần về thứ gì là phần về cấu trúc. Như vậy chúng ta đã đi phần đề đầu tiên hết là khái niệm hoặc là định nghĩa về cumarin. Xin nhắc lại, cumarin là hợp chất benzo alpha-pyro. Dạ dạ. Thứ hai, lịch sử nghiên cứu nó bắt đầu từ cách đây 200 năm, khoảng 1820, nhưng được sử dụng Hàn Quốc từ năm nào, từ khoảng độ 1955, tức đây khoảng độ 60 năm. Đó. Và đến nay chúng ta có một vài thuốc cumarin, tôi nói một vài thuốc thôi chứ không phải nhiều đâu nhé. Do vậy những hợp chất này trở thành một nhóm nhỏ. Trước khi đi vào phần 3 là phần cấu trúc và phân loại các cumarin, thì việc đầu tiên tôi nói về cách đánh số những cumarin. Khi mà chúng ta nghiên cứu về cấu trúc thì chúng ta sẽ để ý và thấy trong các trang viết về cái đánh số cực kỳ rộng. Tài liệu nào và tác giả nào đánh số với nhau. Thế nhưng mà cumarin nó rất nhỏ vậy, cũng đã có nhiều trường phái đánh số khác nhau. Chúng ta đánh số với Hartmann là nhà nghiên cứu về polyphenol, đặc biệt là flavonoid nổi tiếng trên thế giới. Đó. Thế thì cách đánh số còn như thế này. Lưu ý cách đánh số là gì? Những cái ở trong vòng đánh số bình thường, oxy là đánh số bỏ bình thường rồi nha. Và kiếm nè, 1, 2, 3, 4, liên vòng không nói, 5, 6, 7, 8, 9 và 10. Đôi khi 19, 29 là thay đổi với nhau. Các bạn lưu ý, trong lúc các con liên vòng thì nó không có liên vòng, nó không có cái gì nữa, thì nó không thể phản ứng cái gì nữa. Và chính vậy người ta thường cái đánh số đó, tại vì nó không quan trọng, đúng không? 90 hoặc 19 cũng được. Đó. Lưu ý chỗ này, 4 ở trên nóc nhà, nhảy qua 5 ở trên nóc nhà luôn nha. Còn cái liên vòng là vách tường không có số, được chưa? Không cần số. Đó. Nhưng khi nó thêm cái vòng số 3, cái vòng 5 cạnh, vòng 6 cạnh, thì người ta đánh số như sau, các bạn để ý. Đánh số, người ta quay về phía ngoài, không đi về phía vòng. Nha, các bạn coi này, đánh số 1 ở đây, 2 phẩy ở đây, 3 phẩy ở đây, 1 phẩy ở đây, được chưa? Tương tự cái này, 1 phẩy, 2 phẩy, 3 phẩy, đây là 1 phẩy, 2 phẩy, 3 phẩy, 4 phẩy, 5 phẩy, 6 phẩy, đây là không về vòng, được chưa? Thoát chiều kim đồng hồ, không được chiều kim đồng hồ cũng thành vấn đề, nhưng mà đánh số không đi về vòng benzo, đó là cách đánh số của bà con. Nhưng ở trên mạng, cũng như theo tài liệu của một số nhà nghiên cứu thuộc Kim Bắc, tổ chức thế giới nghiên cứu học cơ, thì người ta đánh số ngược lại, tức là đánh số quay vô vòng, bắt đầu từ oxy. Bạn coi kỹ nè, 1, 2, 3, 4, 5, thấy chưa? Như vậy thì tất cả con cách từ chỗ này có hai lần đánh số. Có đánh số cho cái khung ở đầu kia là 6 bảng trước, bây giờ lại đánh số là 2, 3, 4. Như vậy thì đây, chúng ta theo đường bảng nào cũng được nhé.
Nhưng trên thực tế, tôi đọc trường các bài báo ở trên thế giới thì hiện nay tôi thấy khoảng độ sấp xỉ 90% các nhà khoa học đánh số theo carbon. Tức là carbon ở vách tường chung thì được đánh số có một lần thôi, tức là không đi theo cái lối này nhé. Đó là lưu ý. Chúng ta đi đến thứ hai, phân loại Kumari. Cái kiểu phân loại Kumari này tôi đánh dấu sao là lý do sau khi đọc kỹ cuốn tài liệu một thì tôi nhận thấy rằng cách phân loại theo Kumari theo tài liệu bài giảng tài liệu một của thầy Ngô Văn Thu của tiến sĩ Trần Hồng Quyết thì tôi cũng có nhiều quan điểm không đồng ý lắm. Đó. Tất nhiên thì cái tôi sẽ trình bày một quan điểm phân loại khác. Thực ra các bạn trình bày khác nó cũng y vậy thôi, nhưng nó sắp xếp ở ngành khác khó lại hơn. Chúng ta vẫn có, ví dụ có 10 con số thì đầu tiên chúng ta sắp là 6 cái tầng lên trên, 4 cái xuống dưới, đã theo. Sau đó thì tôi sắp khác, tôi sắp thành 5 số chẵn và 5 số lẻ, đã theo. Thì vẫn có thể được không? Cách phân loại nào cũng được. Cách phân loại này nó không có đi ngược với cách phân loại của con tài liệu, nhưng tôi nghĩ rằng cách phân loại này nó dễ học hơn chút. Đó. Phân loại Kumari chúng ta có 4 nhóm. Thứ nhất gọi là Kumari đơn giản, thứ nhì là Furano, thứ ba là Pirano Kumari và thứ tư là Kumari Pirone. Đây, chúng ta phải ý là những thành chỗ này thì có thể là Pirone thế không thành vấn đề, nhưng chỗ này là xuất phát từ vòng Pirone thế, tức là gì? Cái vòng ceton, cái vòng lactam đó, à cái vòng lacton đó, nó có O và nó có ceton. Bản chất của nó là COOE là đóng bằng. Mà các bạn biết rồi, COOE là nếu mà thẳng chúng ta gọi là gì? Este, đúng không? Khi este đóng tròn chúng ta gọi là gì? Lactone. Có phải không? Thì cái vòng lactone đó được thế chúng ta gọi là vòng Kumari pyrrolidone thế. Nhìn như này thì chúng ta sẽ thấy được Kumari đơn giản nó sẽ có oxycumari bình thường thôi, anhydrocumari rồi 6,7-furano, 7,8-furano, 6,7-furano, 7,8-furano. Rồi Kumari như thế này với rất nhiều A, B, C, D, E, F, C, H, I, G khác nhau. Đây là cái chỗ mà nó hay nghĩa là nó trống. Và như vậy thì chúng ta nghiên cứu có cái chất nào lại là thay vô lặng nó mới rất dễ dàng. Đó là thật lòng của cách phân biệt như thế này. Không phải tôi tự nghĩ ra và tôi chỉ tham khảo số tài liệu của nhà nghiên cứu Kumari hiện nay. Như vậy thì trong cái slide này chúng ta nhấn mạnh là Kumari có thể chia làm 4 loại. Kumari đơn giản chỉ có 2 vòng, được chưa? Kumari 3 vòng là vòng có thêm vòng Furano bên tay trái hoặc vòng Pirano bên tay trái. Furano, chúng ta nhớ đến Furano là có thêm vòng 5 cạnh, đúng chưa? Pirano có thêm vòng 6 cạnh, đó vậy thôi. Đó. Thế thì còn cái nhóm cuối cùng là Kumari Pirone thế. À, trong một cái hình thức trình bày khác thì chúng ta vẫn có thể nhìn thấy như thế này. Bốn nhóm Kumari đó tuần tự là đơn giản có hai vòng thôi, hoặc là Furano thẳng hoặc là Furano bé, một cái thẳng và một cái có góc. Và còn bên còn lại là chính là các Kumari và thế Pirone, đúng không? Cái nhóm này sẽ còn rất dài, nó nằm ở chỗ này rất dài. Và như vậy thì đây chính là cái phần loại trong phương pháp phân loại. À, cụ thể hơn chúng ta đi về cái thứ nhất là Kumari đơn giản. Kumari đơn giản nói chung là các Kumari có hai vòng như thế này, được chưa? Nơi đó khi đó thì chúng ta học thuộc cách đánh số luôn này, rồi đánh số lại các bạn coi. Một từ đây 2, 3, 4 nhảy qua góc nhà này 5, 6, 7 và 8. R là 6, R là 7, R là 8 là những nhóm thế khác nhau thì chúng ta sẽ có những lợi chất khác nhau. Những nhóm thế này thông thường thay vì là H nó có thể là OH hoặc là OBETI hoặc là PLENIN. Đó. Thế thì trong những cái chất này thì đặc biệt chú ý hợp chất R7 bằng OH và R7, R6, R8 là H thôi. Nghĩa là chỉ có một nhóm thế duy nhất là OH7 thì hợp chất đó có tên là umbeliferol, romeroxeton đó. Đó, đây là hợp chất căn bản nhất. Chính vì vậy người ta gọi cái nhóm này được gọi là nhóm umbeliferol. Đó, tôi nhắc lại, umbeliferol là gì? Là cumarin có thêm OH7, được chưa?
đây chính là chất khởi điểm để đi ra thành những chất khác. Do vậy các bạn lưu ý đó là trong tự nhiên nó hầu như trong mọi trường hợp nó đều có OH7. Rất nhiều trường hợp nó có thêm nhóm thế OH là 6 và 8, và 6 và 8 này nó có thể thay đổi, có thể biến thành 6, 8 OH hoặc là 6 gắn với đường chẳng hạn, với đường glyco chẳng hạn, chúng ta sẽ tạo được những glycosid coumarin. Đó. Một số amylose coumarin thường gặp ở cái nhóm này đó là coumarin asprotein, những cái chất này chúng ta sẽ thường xuyên chúng ta gặp, và những hợp chất này nó đều có công thức ở phía sau và chúng ta thấy những hợp chất này coumarin L6, L7, L8 của nó là tình tự là những cái này. Thì nếu mà ở dạng này chúng ta là dạng amylose, bây giờ gắn với đường tại vì cũng số 7 thì chúng ta sẽ có những hợp chất khác. Đó, như vậy thì và đường ở đây các bạn sẽ thấy là giúp cho chúng ta tới thành đặc điểm cấu trúc, chúng ta thấy đường nó chủ yếu là đường glyco. Đó, ít khi là glyco nối với glyco và cực kỳ ít khi là glyco nối với xylose. Đó, như vậy thì trường hợp này đã là ít nè, trường hợp này còn ít hơn nữa. Như vậy thì trong cái coumarin đó chúng ta đưa kết luận là nếu mà là glycosid thì thứ nhất glycosid đó phải là O glycosid, thứ hai O glycosid này thường xuất hiện ở vị trí số 7 hoặc số 6, thứ ba phần đường đó thường gặp nhất là một phân tử glyco mà thôi, hay gặp nhất là chỉ có gắn với đường đó, và đường đó mạch đường nó chỉ có một đường và đường đó chỉ là glyco mà thôi, đôi khi và hiếm khi đó là một mạch đường khác, ví dụ glyco 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 silo v.v. là nhóm coumarin đơn giản. Nhóm coumarin đơn giản này trên thực tế gặp rất nhiều trong khi nghiên cứu, và cũng trên thực tế thì lại rất ít dùng, bởi vì nó không có dược tính đáng kể, nó có mùi thơm thôi. Và người ta thường dùng nó như một tiền chất để người ta nghiên cứu sang những mặt trời khác, đó là coumarin đơn giản. Các bạn đừng ngạc nhiên khi thấy thỉnh thoảng trên cái phần này nó có một slide trống, cái slide trống này được bố trí làm sao đó để nó chấm dứt một cái phần nào đó và nó nằm ở trong cái handout của các bạn. Thông thường nó nằm cái handout có 1, 2, 3, 4 cái slide, đúng không? Thì slide ở cuối trang bắt đầu tiếp mục mới, tôi thích như vậy, cho một trang slide trống để các bạn ghi chú, sau đó tiếp mục mới vào một trang mới, được chưa? Đây các bạn coi cái hạt là Cubanuna để coi chơi thêm cái hạt này, người ta dân bộ dân lâm mình hay nướng đã ăn. Đây là cái cỏ này, mỗi gia đình chỉ có hai con này, Melilotus officinalis. Đó, cái này là từ những cái hình ảnh này chúng ta lấy trên mạng, chúng ta thấy được. Đó, cái nhìn là nhóm furano cubanin. Furano là vòng fura, vòng fura là gì, là vòng năm cạnh có một chỉ tổ oxy. Khi có hai cái đôi song song ở bên nữa như vậy thì khi nó nối thẳng góc như thế này người ta gọi là kiểu tuyến tính linear, trong toán học nó gọi là tuyến tính, đúng không? Hoặc là nó kiểu góc như thế này, các bạn thấy nó góc như này không? Thì tình cờ thì cái nhóm này nó có tên là anganisin, chút nữa chúng ta sẽ coi được cái tên của nó nha. Tôi nhắc lại, trong cấu trúc của furanocoumarin là gì? Là nó sẽ có một vòng furan gắn vào vòng A. Và các bạn biết rồi, vòng A như vậy thì ưu tiên nó sẽ gắn vào vị trí ở bên đây hoặc là ở vị trí ở bên dưới. Rất ít chất nó gắn ở vị trí ở bên trên. Tại sao? Không biết. Thì biết là tự nhiên là người ta nhìn thấy vậy không? Đó. Khi trường hợp nó gắn ở vị trí này, người ta gọi là vị trí sovalent. Chữ P đây là P cấp, đọc là sovalent nhá. Cái gì? Nếu mà có hợp chất có mắt angular có nghĩa là gì? Góc, đúng chưa? Thì tình cờ cái chất này là anganisin. Cái chữ anganisin nó không có liên quan gì đến cái angular cả nhá. Nhưng mà tình cờ nó có ba ký tự đầu tiên giống nhau thì chúng ta dễ nhớ vậy thôi. Angel có nghĩa là tinh thần, đó. Cái cây này, cái bùn nó độc đáo lắm, người ta coi những quà tặng của
thiên thần đưa xuống, người ta gọi là cây Angelica, nha, thơm thơm, mà chúng ta gọi là cây bạch chỉ đó, nha. Đó là cấu trúc chung. Các đặc điểm về cấu trúc chúng ta chú ý như sau. Thứ nhất, có một vòng suy ra gắn từ bên trái, trái ngang hoặc trái dưới. Đó là chi tiết thứ nhất. Chi tiết nhì, vị trí số 7 luôn luôn của oxy, tức là nó dẫn xuất đi từ cái khung hydrogen từ nãy, thấy chưa? Vị trí số 7 luôn của oxy. Đó. Thứ ba, nối đôi tiếp cách cái nối đôi của vòng A. Đó, bạn để ý coi này, nối đôi của vòng A đây thì tiếp cách của nó bên này là cách bạn một cái, đúng chưa? Hoặc là nối đôi dưới đây đây thì nó ở tiếp cách của dưới này, đúng chưa? Như vậy cách vẽ của nó dễ không? Rất là dễ nhé. Đó. Đôi khi những hợp chất solen hoặc là angelicin này, cái vòng phi ra này nó có hai cái bộ tông ở chỗ đây có cái nối đôi, hai cái bộ tông ở đây có nối đôi, nó có thể nó bị hydro hóa. Khi hydro hóa nó thì nó thành hợp chất có sao ở đây thôi. Thế thì trong cuốn bài giảng của được tập 1, người ta chia cái nhóm này thành hai cái nhỏ, người ta chia này thành hai cái nhỏ thôi, tôi không chia nữa, tới đó thôi nhé. Người ta nếu cần người ta coi là dẫn chất, đây dẫn chất đi hydro hóa lại thôi. Đó. Như vậy là cái nhóm furanol, furanin, chúng ta phải nhắc lại. Cái nhóm thứ nhất là nhóm solen, nó xô ra hàng như này, được chưa? Thứ nhì là nhóm angelicin, có chữ angular tức là đó, dễ nhớ hơn, đúng không? Phân nhóm solen này nó có hợp chất solen, là cái hợp chất này chúng ta khoanh tròn cái chữ solen lại, đánh hai dấu chấm này ghi chú rất là chẳng có gì quan trọng, rất đời chẳng có gì quan trọng, rất khi mở mắt mắt người rồi nhé. Lâu lâu các bạn thấy cái chất nào thì đừng có hai sao ba sao, tức là có sao đó nhé, còn cái hợp chất nào không có sao, ví dụ đá này tức là chất không sao. Đó. Phân nhóm angelicin nó có cái chất này, các bạn thấy từ bánh trang chưa? Đó. Và những đám hợp chất này thuộc quên đi. Nếu tốt lắm thì nhớ rằng chúng có mặt ở trên đời, đúng không? Đó. Nhóm số 23 đó là nhóm pyranocuparin. Pyrano là vòng pyra 6 cạnh, đúng chưa? Có một chỉ số oxy. Tương tự như vậy, nó có thể ưu tiên có hai vị trí gắn. Một là gắn vào bên hông này, hai gắn từ bên dưới lên, ít khi được gắn từ bên trên xuống. Tại sao? Trong tự nhiên nó hít như vậy một chiều thôi, có đấy nhưng mà ít gặp nhé. Đặc biệt cái này nó tương tự như cái kia là gì, kiểu linear, kiểu biến tính, kiểu sơ giá thẳng đó, đó là santilenin, thẳng chưa? Rồi khi hai cái đôi này được hydro hóa thì nó trở thành cái nối đơn, được chưa? Kiểu thứ nhì thì là kiểu góc, tạo góc, đó là kiểu C-C-Li ở nơi đây có nối đôi, nơi chỗ này có cái nối đôi này. Đó, sau mất cái nối đôi đi nó thành Hydro-C-Li. Đó, như vậy tương tự như hợp chất trên, cách vẽ này cũng rất dễ. Bạn nhìn kỹ chỗ này bạn thấy là thứ nhất oxy gắn vào C7, ok chưa? C7 là có oxy, ok chưa? Sau đó là isoprenin, cái nhánh isoprenin này tức là C5H8, đúng không? Các bạn coi kỹ chỗ này nào, coi nè, 1C, 2C, 3C, 4C và 5C, thấy chưa? Chúng ta cắt ngang đây đi, đừng có thấy cái thằng này là isoprenin, thì cái nối đôi của cái isoprenin này nó tiếp cách với cái nối đôi ở trong vòng A. Đó, cách vẽ rất là đơn giản, dễ nhớ, được chưa? Như vậy quy tắc của nhớ furano và pyrano là như sau. Thứ nhất, gắn trực tiếp vào bên trái hoặc bên dưới. Thứ nhì, oxy luôn luôn có ở vị trí bạn. Thứ ba, nối đôi tiếp cách với nối đôi của vòng A, được chưa? Như vậy thì đôi khi chúng ta cũng gặp hợp chất, hợp chất là 5-6 kilo tức là gắn ở trên này nè, 5-6-7 nó gắn ở trên này nè, ít khi gặp đó cũng là đối xứng vào này ở bên trên, ít gặp tương tự như hợp chất furanol.
các mặt đất này, chú ý ngoài cái nối đôi rất nhạy ở chỗ này có thể cho nhiều phản ứng cộng đồng khác nhau, thì nối đôi ở chỗ này nó cũng nhạy, nó cũng cho nhiều phản ứng cộng đồng khác nhau. Và như vậy khi cộng hợp in hydro, chúng ta có dẫn chất in hydro, kết quả của chúng ta có cái nhóm dihydroxylin hoặc dihydroxanthiletin. Đây, những cái vạch này chứng tỏ bên dưới là cái isoprenin có vậy thôi, cắt ngang đây thì đây là isoprenin, cắt ngang đây đó, chỗ này qua đây cắt cái này qua đây nó cắt cái isoprenin nhé. Phân nhóm 233, phân nhóm 233 đây thì thực ra là cái gì quan trọng cả, đó là cái gì, nó cũng là cái phân nhóm serotonin thôi và đường dihydro, đúng không? Từ này chúng ta thấy là isoprenin gắn vào đây, đây là con nối đôi, đúng không? Bây giờ cái nhóm hai cái H là được thay thế một cái khác, thì cái hợp chất này được gọi là tên phân nhóm khe-lacto hoặc là phân nhóm khe-lin hoặc là văn tắt vẫn là nhóm dihydro phải không? Những cái hợp chất này thì trên thực tế có hợp chất visnadin này là ba bước sao ở đây đó, để ý ở đây tôi nhấn mạnh là cái hợp chất này tôi không phải cấu trúc nha. Nếu mà có hợp cấu trúc, giả sử như đề thi mà hợp cấu trúc chúng ta ghi là cấu trúc rất khó nhận, và như vậy mình phải nói chính xác, hoặc là mình trình được môn ngữ cao hơn thì cấu trúc phức tạp phải không? Và phức tạp thế nào, nếu cần biết, nếu mà rành được tin học chúng ta hỏi cấu trúc ra hai chữ Google, tra Google nó ra mắc mới phải học hết, đúng không? Cái Vistadin đây đánh ba sao ở đây, ý tôi muốn nói rằng là đây là hợp chất mà người ta sử dụng bằng thuốc, đó là thôi, hợp chất người ta đã sử dụng bằng thuốc. Trong cái nhóm dihydro serotonin có một hợp chất thế khá phức tạp có tên là Vistadin. Vistadin này dùng để làm dược phẩm nha, chi tiết coi phần sau. 24 là cái nhóm khuôn liên thế vòng pyro. Đó, bây giờ các bạn thấy cái vòng bên này nó không được đả động tới, hoặc đôi khi nó thế kệ nó nha. Nhưng bây giờ cái nhóm thế R3, R4 này nó gắn với một cái nối đôi này, các bạn thấy không? Chỉ là pyro có linh lực đó và có thể gắn được nhiều nhóm thế. Cái nhóm thế này có thể đơn giản là những nhóm thế rời ra, hoặc là những nhóm thế phức tạp được đóng vòng. Khi đóng vòng này có thể tạo thêm nhiều cái chất khác, đúng không? Thì cái phân nhóm 24 này chia thành 241, 242, 243, 244, 245 cho đến 24N. Đó, trong cái nhóm này thì chúng ta chia những cái hợp chất sau. Thứ nhất, 241, 242, 243, 244. Trong cái 244 này chúng ta chỉ đọc qua thôi nhé, chỉ đọc qua phần aflatoxin thôi. Đó, bởi vì cái hợp chất nó đọc không được sử dụng thuốc, nhưng chúng ta phải biết là nó đọc nó gây ung thư gan. Đầu tiên hết viscumarin. Trong cái phần viscumarin này, và cái phần này chúng ta mở rộng thêm tí xíu, đó là triscumarin. Vis là hai lần, tris là ba lần, đó là con. Thì cái dicumarone này, đây là cái hợp chất diệt chuột của linh này, vào khoảng năm 1940 nhớ. Đó, đây là hợp chất. Thì từ cái hợp chất này thì người ta tổng hợp nên là hợp chất neodicumarone. Đó, dưới tên là đi là dưới tên là clomexan. Đây là hợp chất chống đông máu để điều trị những bệnh huyết khối kẽm mạch nhá, ví dụ như máu cơ tim đại gia, máu não người ta dùng điều trị. Nhưng cái clomexan này cái liều sử dụng nó hơi lớn, do vậy thì hiện nay người ta đã có nhiều thuốc khác để thay thế rồi. Thì cũng trong cái viscumarin này thì tôi tìm tài liệu được những cái cây này Việt Nam mình không có. Người ta nghiên cứu ra được cái hợp chất là viscumarin hoặc là triscumarin, nhưng cái cách đối nó hơi khác nhau. Các bạn thấy không? Như thằng kia là gì? Các bạn thấy cái thằng này không? Đối xứng tuyệt đối như tấm gương qua đây, đúng chưa? Cái thằng này thì nó không phải nó gắn vào vị trí số 3 nữa, mà nó gắn vào vị trí số 8. Các bạn thấy chưa? Đó, nó gắn là vị trí 5-8. Cái tài hợp chất này nó gắn vào 3 và 3, đúng chưa? Hợp chất trên của dicumarone là hợp chất dicumarone 33, và hợp chất cái thằng này là hợp chất 58.
đôi khi cái hợp chất này nó gắn vào cái hợp chất này nó gắn vào vị trí 37 đó, các bạn để ý 33 và 37 nó hơi khác nhau, cái này công thức lập vượt bạc các bạn thấy không đó. Như vậy thì công thức này là 37 và 58 đó, thì cái cấu trúc này và cấu trúc này nó chỉ cho ta biết là trong thiên nhiên có nó chứ nó không có gì quan trọng đối với chúng ta hết nha. Nếu có quan trọng là hai hợp chất trên đã được sử dụng làm thuốc dưới tên là Dipuron và Tromesan đó. Tromesan này vào thập niên 1990 cho đến vào khoảng cuối năm 2000 thì Tromesan được bán tại các pharmacy ở Việt Nam. Sau đó từ khoảng độ cách đây khoảng 10 năm, 15 năm thì Tromesan không được sử dụng nữa, và lúc đó người ta đưa sang nhóm hợp chất khác. Chúng ta đã coi đó, chúng ta chấm dứt phần 241 đây này đó. Dipuron đó. Cũng trong phần Dipuron này và trong bước tài liệu bài giảng vừa một, người ta nói đến những cái cấu trúc tiên quyết để giúp cho nó tính trình huyết khối cái mạch, nghĩa là tính cho con máu đấy, đó là thứ nhất. Thứ nhất nó phải có chỗ này là OH và là OH tự do, OH không có thể tiết thì phải là OH. Do vậy các bạn phải đi tên của nó Dipuron, thấy không? Dipuron khi nói O thì chúng ta biết ngay là OH, OH nó là vị trí 4 và 1, được chưa? Cái gì người ta cũng chứng minh được rằng chỗ này của nó nên là CH2 tác dụng của nó mạnh nhất. Xem chỗ này cũng không được thế luôn. Nếu thế tác dụng thay đổi và thông thường cũng đi xuống giảm tác dụng đi. Và như vậy thì đó là cái điều kiện về cấu trúc của nó, điều kiện về cấu trúc có tác dụng. Còn những nhóm thế còn benzo bên đây, benzo bên đây thì có thể người ta đã nghiên cứu rồi, nó có quá nhiều vị trí mà người ta nghiên cứu không biết bao nhiêu vị trí rồi, thì người ta kết quả người ta vẫn chưa tìm được cái cấu trúc nào để mà có đặc tính được nó vượt trội so với thằng Dipuron này cả. Đó. Thì cái này đã được đưa vào thực hiện nhiều nước rồi, nhưng mà cách sau đó khoảng độ nó ra đời vào khoảng độ thập niên 1940 đúng không, và nó kéo dài được khoảng 15 năm. Đó. Thế thì cái thằng Dipuron này được thay thế bằng Warfarin. Đó. Đây là những tài liệu, những slide để tham khảo để tôi nói về nó có nhiều phản ứng tổng hợp khác nhau. Trước đây người ta tổng hợp nó tính theo ngày đúng không, sau đó tính theo giờ, rồi cái tài liệu mình tính theo vài chục phút đúng chưa, rồi sau đó cái phản ứng tổng hợp có khoảng độ 3-4 phút các bạn thấy chưa. Đó, quan trọng của một slide này là 3-4 phút thôi, và như vậy thì các bạn thấy không, nó dùng hai con quay, nó dùng hai con quay, cái lò vi sóng á, các bạn biết cái lò vi sóng thì được hiện nay được bán ở Việt Nam rất rẻ đúng không, đại khái một chỉ vàng chúng ta có thể mua được vài cái lò vi sóng. Trước đây lúc mà mới ra đời thì cái lò vi sóng khoảng độ giá của nó khoảng 10 tỷ vàng một cái lò vi sóng đó, để nghiên cứu á thì cách đây 10 năm thì giá nó cũng vài chỉ vàng, 2 năm có vài chỉ vàng một cái lò vi sóng đó, hiện nay quá rẻ là hơn triệu đồng cho lò vi sóng rồi. Thì lò vi sóng thì chúng tôi thường mua về và nói với sếp trong nhà là nó bị trục trặc là em đi sửa đó, và na là tôi học cái việc này đục khoét cùng luôn để cái đường dẫn nước vô rồi dẫn hơi ra rồi đặt máy quay rồi đặt sinh hàm đường cầu của đó để mình nghiên cứu nó làm như thế này. Thế thì với những nghiên cứu thì có nhiều nhà nghiên cứu làm với những điều kiện trường hợp làm với lò vi sóng này thì quá trình thí nghiệm thay vì vài mươi phút hoặc là vài mươi tiếng đồng hồ như ở trên, nó còn có vài phút các bạn đã uống. Và cái sơ đồ này, hiệu suất của cái sơ đồ một này là tới 91% của cái sản phẩm này. Đó. Cái slide này không gì quan trọng cả, và chẳng có thi cử ở đây đâu, nhưng tôi chỉ muốn nói các bạn rằng là các bạn chỉ cần gõ cái gì đó trên mạng, các bạn để ý hay gõ cái gì đó và sẽ thấy có rất nhiều thông tin, và thông tin là đôi khi người ta không cần đâu. Ví dụ đối với các bạn là gì, chỉ cần đậu thôi, chỉ cần có cái bạn ra trường sớm sớm trước khi dược sĩ nó ra trường nhiều lắm như cho con, chúng ta ra trường là dược sĩ thôi, phải không? Tất nhiên học ngoài nó ra. Các bạn biết có người học chỗ này 14 năm, và 13 năm mới ra. 13 năm trời xa thay đổi cái dược sĩ. Thì chúng ta cố gắng để mình phá kỷ lục của con nhé. Ở cái phần này tôi chỉ nhấn mạnh là có nhiều phương pháp tổng hợp, và cái phương pháp tổng hợp này đừng có nghĩ rằng một
cái phương pháp nào là tốt hết. Cho nên vài một tiếng hồ, sau đó vài tiếng hồ, sau đó dưới một tiếng hồ, sau đó có một vài số hồ để chúng ta cũng đọc hành được các bạn. Slide này để tham khảo. Phân nhóm một là phân nhóm Biscumarol. Phân nhóm thứ nhì gọi là phân nhóm Phenylcumarin. Cái nhóm Phenylcumarin này các bạn lưu ý, nếu cumarin nó gắn là vị trí số 4 này gọi là 4 Phenylcumarin đó, thì bạn nếu có thấy các bạn bỏ oxy chỗ này đi, bỏ aceton đây, bạn thấy giống neoflavonoid không? Giống neoflavonoid thì có ở trong mùa đó, chúng ta học 4 Phenylcumarin đó, 4 Phenylcumarin nó mất aceton rồi, nó được gọi là cromon đúng không? 4 Phenylcumarin hoặc là cromen đó. Như vậy thì chúng ta có hợp chất calocinolid ở trong mùa u đó, đây chính là neoflavonoid này. Hoặc là 3 Phenylcumarin, ví dụ hợp chất như thế này, nếu bỏ cái này đi, cái ceton chỗ này nó gắn vào phía dưới này, nó chính là isoflavonoid đúng không? Đó. Nhưng cái ceton nó không gắn ở đây, nó gắn ở đây thì ta có 3 Phenylcumarin. Thì đây là hợp chất có tên là humestan, có tên riêng đó là phenylacetone, có trong cây sả đất. Cái hợp chất này ở trong cây sả đất nó gây cho, nó làm cho sả đất có nhiều đặc tính rất độc đáo. Và các bạn biết, các bạn cây sả đất chút vào cái phần ra buổi sau chúng ta coi là cái phần các dược liệu của chúng tôi đi, bạn thấy là cây sả đất được sử dụng để rửa vết thương cực kỳ hay. Mà các bạn biết dùng tương đối sả đất rất dễ, đây bạn hình dung như là nhỏ sả đất lên nhúng một nước ao, không cần nước cấp gì đâu, nước ao thoáng 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 nước, nếu mà sang cũng lấy ít nước robinet hoặc là nước giếng tráng bằng này rồi cho một cái cố giá tỏi trong nhà. Được chưa? Giá ra cho nó nát, cho cái vải bùng, vân vân, khăn mùi xoa, vắt vào lấy nước bắt rửa vết thương luôn. Không cần cái gì hết. Và trong những cái, trong những vết thương chiến tranh bị bom đạn hoặc té xe hoặc những vết thương ở ngoài đó, chỉ cần lấy đó cho thôi là nó ngăn chặn sự nhiễm trùng cực kỳ hữu hiệu. Sau đó người ta mới chuyển đi các bệnh xá khác, bệnh viện khác để người ta cấp cứu xong nha. Thì cái đất này cũng nhờ như vậy, cũng nhờ cái là cái tính hợp chất của cái neuron này. Chi tiết hơn của phân nhóm 242 này là đáng chú ý nhất của cái ba phenyl là nó là hợp chất neuron, có thể coi cũng như là dẫn chất của đây resveratrol hoặc là isoflavonoid cũng được. Đó. Các bạn nhìn cấu trúc này các bạn thấy cắt ngang đây thì nó chính là cumarin, ok chưa? Nhưng coi cái vòng 1, vòng 2, vòng 3 đây thì nó tương tự như thằng này, đúng chưa? Hoặc là coi vòng 1, vòng 3 thôi cũng tương tự như thằng này, đúng không? Đây chính là resveratrol. Resveratrol là một hợp chất nổi tiếng có ở trong vỏ nho, trong ruột nho và vỏ nho, đặc biệt là nho tím tím á. Đó. Thì cái hợp chất resveratrol này mình sử dụng khá nhiều. Ba cái cumarin này đối với chúng ta thì riêng về cái hợp chất phenylacetone này các bạn chúng ta chỉ học xuôi thôi, không học lớp. Học xuôi là gì? Tôi vẽ cấu trúc này ra, được chưa? Tôi hỏi cái gì đây? Câu A có cái gì đây? Tên nó là gì? A actinin, B penicillin, C cumarin gì đó rồi là. Thứ hai là nó có trong cây nào? Cây cà phê, cây mã tiền hay cây sài đất? Chúng ta đánh đồ dễ lắm. Chúng ta hỏi cần đánh ngược lại, vâng. Vẽ ngược lại tôi đã ra rồi thì 4/4 sinh viên đó năm ra 4/4 sinh viên cho cái tên dễ có chút cái gì là nhóm bốn phenyl cumarin. Cái nhóm bốn phenyl cumarin này thì các bạn mở trong cái phần bốn cumarin này quan trọng nhất của cái này là gì, là không có gì quan trọng. Quê đi, nếu mà nhớ tốt lắm là nó có ở trên đời. Công thức rất phức tạp, tác dụng khá phức tạp. Các cây có nó cũng phức tạp luôn, rồi được chưa? Toàn tập phức tạp. Phần nhóm 3 là nhóm Anti-Phenylcumarin. Đây, chúng ta nhìn công thức của nó. Nó có một cái phenyl ở đây, ok chưa? Nó có một nhóm anti hoặc là C2 hoặc là ACT ở đây, đúng chưa? Đó. Thì các bạn có biết đây là những hợp chất tổng hợp nhá. Những hợp chất
Amphetamine này thông thường nhất là những chất tổng hợp. Có ba hợp chất tổng hợp được sử dụng làm thuốc. Đó là thứ nhất, các bạn để ý này. Thứ nhất, nó vẫn còn khối OH tự do. OH tự do, OH tự do, OH tự do. Ok chưa? Thứ hai, nó đốt vào phenin đối với đầu này. Đó. Thứ ba, gãy nhánh ở đây nó có cái CN2 ở đây. Rồi tới một cái nhóm thế, CN2 đây tới một nhóm thế, CN2 đây tới một nhóm thế. Nhớ nhớ. Đó. Bây giờ, thứ nhất, nhóm thế này là metin thì hợp chất là có tên là fenrolimo. Nếu cái hợp chất đó là acetin thì đây chính là vacarin. Đây chúng ta một lần nữa chúng ta gặp lại công thức chính thức của vacarin. Và sau đó cái nghiên cứu là sau đó người ta tổng hợp, người ta gắn thêm nhiều chất vào đây, người ta tình cờ người ta thấy hợp chất là gắn NO2 vào vị trí para chỗ này. Như vậy người ta gọi là acenofuarin. AC tức là cái nhóm thế AC ở đây. Được chưa? NO tức là NO là sàn. Nên người ta đặt tên rốt cốt làm sao cho dễ nhớ thôi. Amiso acenofuarin. Và hợp chất là có tên là citron. Đây là một hợp chất được sử dụng chung với thằng này với tên đặc chế của nó là cumarin. Cumarin, macuma, vacarin, centron. Là đây là bốn tên đặc chế luôn, ba tên đặc chế bên trên dưới này có chữ E luôn đó. Đó là tên đặc chế. Và đây là những cái thuốc hiện nay vẫn còn được sử dụng. Lưu ý nha, cái đi cumarin đó thì hay được sử dụng. Đó, người ta thay thế vào cái vacarin, được chưa? Sau đó rồi đi từ cái vacarin thì người ta chế được những cái thuốc tương tự như đó là macuma và centron. Thì ba cái thuốc này hiện nay vẫn còn được công dụng. Doanh số của cái thằng cumarin thôi vào năm 2008 đã doanh số đó là khoảng vài trăm triệu đô la, đó, vài trăm triệu đô la. Đó. Còn xem cho còn hơn nữa nha. Vui một điều như thế này là vào thập niên của 1990 cách đây khoảng chừng hơn 20 năm. Đó. Thì lúc đó thì dược sĩ chúng tôi không được mở nhà thuốc lý do không tình hợp. Đại khái là thuốc, mở hiệu thuốc thì để cho ai đó bảo biết thì mà dược sĩ chúng tôi không được bảo. Thì chúng tôi phải làm cách nào đó để mà sống. Đó. Thì tôi được cả tôi biết xin lỗi. Campuchia, Việt Kiều mà. Tôi có bằng top 4 cái Campuchia. Thế thì tôi mới đi buôn lậu thuốc. Buôn lậu thuốc từ Campuchia. Và các bạn biết trước đó thì tôi cũng đã có 4 năm tôi làm là những ở bên bên đó do vậy thì được những nước bước trong rừng cũng đủ mọi người sáng lên lành đó nha. Thế thì tôi đi buôn và như vậy thì thời đó cái syndrome này nè đưa được bệnh sang không có cái dùng, không có bác sĩ nào có dùng, không có dược sĩ nào làm kê, bởi vì viên của nó có 4 mg, viên của 4 mg nó sẽ làm 4 cái dòng viên đó nó sẽ làm 4 này và các bạn biết không dám dùng. Đó, sau này thì sinh viên trường dược là và chúng y được đào tạo dần 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 lúc đó người ta mới bắt đầu thử với nó thử theo những pháp đồ tự tôi nghĩ ra và sau đó theo những pháp đồ của tổ chức y tế thế giới thì hiện nay xin cho những cái cumarin được sử dụng rất nhiều. Bạn cần vô bệnh mắt hoặc là vô bệnh viện nào mổ tim chẳng hạn, sau khi mổ tim phải có cái này hoặc là cái này. Đó. Cái này liều sử dụng phần lớn, cái này liều sử dụng có tính từng miligram phản hồi rất nhỏ. Và 90mg vậy nên một sự việc sai sót của nó không thể tha thứ được. Sai một ly là đi một sinh luôn, chết luôn. Lưu ý, các bạn thấy nơi đây nó có cả con nó cỡ đâu. Đó. Riêng thằng bác Mali là nó giảm cả con nó cỡ ở chỗ này. Như vậy nó có đồng phân E, đồng phân S và cái Lasabit nó cũng hỗn hợp tiêu điểm của nó, đúng không? Thế thì dạng thương mại của nó chính là hỗn hợp tiêu điểm mà không phải là dùng cái dạng OH này, mình là O natri. Người ta dạng dùng muối natri. Các bạn đi chú cho muối natri đó là gọi là OH. OH nó biến thành O natri và chính là O natri vậy nên nó dễ tan trong nước và được sử dụng làm thuốc. Và hiện nay được dùng làm thuốc huyết khối gan mạch. Đó. Có một số thông tin ở trong cái slide mà các bạn không có ở trong cái cuốn bài giảng của tôi, các bạn đừng bối rối.
Bởi vì toàn bộ khoảng độ 100 vài chục cái slide này thì các bạn có thể photo ra một tờ làm 4, một trang làm 4 cái slide, một tờ 8 cái slide, khoảng từ bộ hơn 15 cái slide, hơn 15 trang, hơn 15 trang giấy thôi. Vậy chúng ta có cái đó. Rồi Tết ngồi đọc chưa? Tết ngồi đọc chưa? Thì tôi nghĩ là cái công sức đầu tư của cái slide này tôi cho là tôi đầu tư nhiều. Do vậy thì với mục tiêu là tôi soạn slide sao để mà dễ học. Tôi có một tiêu chí cực kỳ rõ ràng, đó là slide nào soạn ra mà sinh viên cắt nhỏ đi thành pha thì đó là slide phải tốt, đúng không? Cái slide này các bạn nên photo và nên chụp thành một cái tờ A4 hoặc là thành 4 cái thôi, tránh thành 16 cái người ta nói 16. Slide thôi thành trình khoảng có một thông tin tham khảo. Cái thông tin tham khảo này là để đối phó với sinh viên đưa hỏi đó. Thế thì người ta hỏi là người ta hỏi cái này: thưa thầy, cái đó có liên hai dạng tutorial như thế này, nó có thể dạng mở vòng hoặc dạng đóng vòng, các bạn thấy không? Như vậy thì cái dạng nào nó là bạn chọn đó? Thế thì câu trả lời, tôi phải trả lời gián tiếp thì mình nói là một vật chất mặc của ma, tức là fan của cô môn, nó cũng có tính kháng tố đúng như thằng này, mà thằng này không có tutorial, đúng không? Như vậy thì dạng tutorial này là dạng không tác dụng, và dạng có tác dụng chính là cái dạng này đây. Đã vậy thôi. Và như vậy mình có một cách trả lời gián tiếp là dạng có tác dụng của nó chính là dạng không đóng vòng này, còn mở vòng ra thì tác dụng đó cũng không còn nhiều bao nhiêu nữa đâu, giảm đi nha. Chính vậy các bạn để ý trong cái đề tham khảo là cái đề mũi tên đó, và nó hướng qua bên này nhiều hơn là lần lại, đó là tài liệu tham khảo thôi. Phần nhóm 2.4 là áp đo tâm sinh. Cái phần nhóm này chúng ta nhớ là nó có mặt ở trên đời thôi nha. Để chúng ta để ý là cái nhóm này, như vậy thì chúng ta thấy nó vừa có ở cái vòng A này nữa, chúng ta có hai vòng, đúng chưa? Hai vòng, tất cả các này giống nhau hết, ok chưa? Nhưng ở cái vòng thế video nó có một vòng 5 cạnh hoặc 6 cạnh, 5 cạnh hoặc 6 cạnh, đó. Cái 5 cạnh 6 cạnh này thì chúng ta tổng được nó có áp vào các chim B1, B2, G1, G2, đó. Thế thì trong cái đám aflatoxin này đặc biệt chú ý, chúng ta có 4 cái này để đọc lắm đây, trong đó đặc biệt nhất là thằng B1, cái mà gây ra chết người hàng loạt đó. Các bạn thấy ví dụ đây, cách đây khoảng độ 12 năm, năm 2003, có một cái dịch bị ngộ độc, cái ngộ độc ở đây là ngộ độc ở trong tóc và trong lúa gạo ở Kenya, và như vậy đó làm cho ít nhất 120 người chết. Các bạn thấy không? Các bạn biết một chuyến máy bay rớt xuống và rúng động cả thế giới thôi, và thằng này chết nhẹ nhàng, trăm người nhẹ nhàng. Và cái đây là gì? Nguyên nhân của nó là do các nấm, là đặc biệt là cái nấm mà virus và rốt nó ký sinh ngũ cốc này, là tôi nhấn mạnh từ ngũ cốc nhé, mà nó khoái nhất là ký sinh ở trên vỏ lụa của hạt đậu phộng. Các bạn thấy hạt đậu phộng nào mà để hơi meo meo bốc bốc không? Tiết của ra lên, ra xong rồi vào cái tiết của lụa lên ăn, đúng không? Một cách nào đó không chết, coi chừng nha. Cái hạt đó nó gây ung thư gan, và nó gây ung thư gan như vậy đó thì cái tác nhân nó là gây ung thư gan này, không cần phải làm cả nữa. Người ta đã chứng minh rất rõ ràng được thế giới của nó rồi nhé. 2.4.5 phân nhóm acid elagic. Phân nhóm acid elagic này thì nó sẽ thành cấu, một thành cái cấu tử của cái tannin elagic sau này. Vào ngày mai ngày mốt thì chúng ta sẽ học. Trong cái phần này chúng ta chú ý này, chúng ta coi kỹ nha. Vòng thơm có nhóm COH ở đây, ba nhóm hydroxy đối xứng thì đó gọi là acid gallic. Được chưa? Xẻ dọc chỗ này ra, chúng ta bên này có một cái acid gallic hướng đầu lên trên, bên đây có một acid gallic hướng đầu xuống dưới. Nó khép hai vòng lại, chúng ta gọi là elagic acid. Ok chưa? Để nhớ công thức là bây giờ bằng một cách nào đó nó bị
phá vỡ cái vòng bên dưới này ra. Cái este cái này nó biến thành cái COH acid và acid, thì chúng ta có một cái acid luteolic. Được chưa? Nếu tiếp tục nữa, ở đây nó phá luôn chỗ này, chúng ta lại có là bên này COH và bên này là OH. Đó. Như vậy kết quả là chúng ta, tức là hai cái acid gallic này nó nối nhau bằng nối CC chỗ này mà thôi. Và thấy chưa? Trường hợp đó nó gọi là chất HHDP. Chất HHDP này là hexahydroxy HHDP là diphenic acid. Thôi từ từ trong bài tập này chúng ta sẽ học lại đó. Đó. Thì nhưng khi phá vỡ một vòng thì chúng ta còn thấy là fumarin, các bạn thấy không? Đúng chưa? Vòng này tạo thành fumarin này. Đây với đây tạo thành fumarin, đây với đây tạo thành fumarin, hai fumarin, ok chưa? Phá vỡ một vòng đi thì chúng ta chỉ còn một fumarin mà thôi. Nếu phá vỡ vòng trên này thì còn fumarin nào không? Không, được chưa? Như vậy thì có thể coi fumarin cũng là một cái đơn vị cấu thành cái acid elagic hoặc là tannin, elagic tannin. Yeah. Cái phần này chúng ta có thể mở ngoặc bắt đầu từ sau hành lang, chúng ta có cái hành lang đó, chúng ta sẽ ghi chú vào cái phần hành lang đó để chúng ta sẽ học vào phần tannin. Hexahydrodiphenic acid là cái này này. Bên này mở một vòng là luteolic, mở hai vòng là HHDP. Thì khi mà mở vòng một hoặc hai vòng như vậy thì nó xuất hiện cái COH. Lưu ý chỗ này HHDP cái vòng này đang là vòng em mà nó xoay vòng em cái vòng chiếc em nó ngược lại, các bạn thấy cái ghi hiệu là như vậy. Thì cái COH và COH hai thằng này nó đường nó cùng phía và như vậy nó gắn với hai cái OH của đường glico và nó tạo thành tannin, ok chưa? Thì lúc đó cái này nó không còn fumarin nữa, nhưng thằng trên này là hai cái fumarin này, đúng chưa? Thằng trên này là một cái fumarin, ok chưa? Thế như vậy thì đó là phần nhóm hydroxy acid. Phần nhóm isofumarin là phân nhóm cuối cùng có đề cập tới. Cái phân nhóm isofumarin này nó gần gần với nhóm fumarin giống như là lên là với lại không có liên quan gì với nhau cả nhé, các bạn cẩn thận cái đó. Một thằng isofumarin và một thằng fumarin giống như lên là với thằng lenin, hai cái này đều phân thanh hóa nhé nhé. Đôi khi tôi ghi một thông tin nào dưới này, đó là thông tin về cái khổ học, thì các bạn nếu thích được thì trao đổi nhé, hoặc là phía sau chúng ta có một vài slide. Các phần nhóm khác thì có nhóm cyclofumarone, fumarone rất nhanh, rồi các cái amidofumarone. Lưu ý cái này là một vi sinh vật này, và chính từ đây với những cái e là cực kỳ phức tạp khác nhau thì chúng ta có những kháng sinh khác nhau, trong đó có novodioxin và chlorodioxin là những cái kháng sinh khá nổi tiếng nha. Thôi chúng ta biết được cái đó thôi, chúng ta biết rằng à cũng có kháng sinh lấy từ những cái amphibian phức tạp, là công thức của nó cực kỳ phức tạp, với đó không cần nhớ, chỉ nhớ là nó phức tạp là mừng lắm rồi nha. Rồi chúng ta sẽ bị giải lao một chút xíu, trong khi đó thì các bạn